Bộ Y tế Nhật Bản ngày 10 tháng 2 đã phê chuẩn việc sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 dạng uống do hãng dược Pfizer của Mỹ sản xuất cho những trường hợp có triệu chứng nhẹ. Paxlovid được dùng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đến trung bình trong độ tuổi từ 12 trở lên, có cân nặng tối thiểu 40 kg và có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng dẫn đến phải nhập viện. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được cấp phép sử dụng tại Nhật Bản sau so thuốc Monopiravir của Merck Co.